Xin mời các bác anh em cùng chương trình của kênh Cây Cảnh và Cuộc Sống tham quan vườn cây cảnh Trường Linh. Vườn cây cảnh Trường Linh thì rất là đa dạng về loại cây và giá cả cũng phù hợp với rất nhiều người chơi. Bây giờ thì xin mời các bác anh em xem kỹ từng cây nhé. Đây là một cây si này. Si bây giờ đang là hàng hot. Cây si đỏ này vườn em giao lưu với giá 1.500.000 ạ. 1.500.000 cây si này các bác nhá. Cái rễ của nó khỏe này. Ôm tín hết khổng lang rồi. Một cây hàng hot được nhiều người yêu thích, cũng khá là già, chỉ có cái giá là hơn 1.000.000 thôi. Cái này chỉ mất thêm một thời gian rất là ngắn nữa để làm cho cái tán nó ấm nó tự nhiên một chút nữa thì là ok. Các bác anh em xem tiếp nhé. Đây là một cây mai chú thủy. Cây này cũng là lùn lực, tán nó tự nhiên, ấm tán, gốc hay này, xù xì này, cái rễ của nó rất là khỏe này. Cái này mất khoảng độ 1 năm nữa thì bỏ được cái dây này. Vâng. Cũng không mất nhiều thời gian. Cái này là hàng tương lai đấy, chờ ít thời gian nên nó liền sẹo. Các bạn tán nó cũng ấm tán, nó kín tán rồi. Trong báo giá là 3 triệu 2 ạ. 3 triệu 2 tác phẩm này các bác nhé. Cái này không mua một cái nào nữa ạ. Cây này mã số 77, giá là 3 triệu rưỡi, giảm còn 3 triệu 2. Đây là cây mai chú thủy nữa này, một tác phẩm rất là tuyệt vời. Bác nhìn từ xa, tổng dáng nhìn là quá đã luôn. Tán cũng được chia tầng chia lớp rất là rõ ràng, nhưng nhìn rất là tự nhiên. Có một cái cành bay này, thân cũng rất là lực này, dễ đẹp này. Thân này tương đối là lớn đấy chú ạ. Rồi hai gang không hết rồi này. Thân này của nó phải 50 ạ. Đừng có chuyển thân hay này. Bác xem giá của nó này. Cái này giá là 7.500.000. Đang 7.500.000. Anh em nào thiện chí thì đến vườn em giao lưu với giá 6.500.000 ạ. Giảm hẳn 1.000.000 cái này các bác nhá. Một cây lùn lực đẹp như này, nhìn là quá đã luôn. Chậu rất là đẹp này. Cây này chỉ thêm một thời gian ngắn nữa, răm nó mịn thêm một chút, ấm tán thêm một chút thì giá trị của nó có thể lên nhiều lần. Cái giá 6.500.000 một cái giá cực kỳ hợp lý thôi. Một cây mai thứ chỉ phải nói là tuyệt đẹp như này. Các bác xem cái vết giật của nó, mím gần hết rồi này. Còn một chút ít thôi, các bác xem kỹ này. Còn một chút ít thôi, mím gần hết rồi nhé. Nhìn chỗ này cũng lô cục cũng đẹp này. Giá quá là hợp lý, thân lớn lùn lực như này. Nhìn những tác phẩm này thì nhìn mãi không chán mắt. Cái vết giật này là vết giật lớn mà cũng liền vết hết rồi này. Bác xem này. Mai Hồng Ngọc. Cái này có bộ rễ rất là khỏe. Cái này bộ cốt cũng rất là to ạ. Thân kích thước cũng tương đối lớn này. Đây là tay rất là lực, đi dây lần 2 rồi. Cái này vườn em đang giao lưu với giá là 2.500.000 ạ. Cái chậu này cũng hơn 200.000, 250.000. Cái này vừa rụng hoa đây. Tiếp theo là tác phẩm đồi Sam Hương. Đồi Sam Hương là trước em giao lưu với giá 14 triệu ạ. Giờ anh em thiện chí thì để lại cho anh em với giá 12 triệu. Đồi Sam Hương mã số 102. Các bác cứ đọc mã số để ra tác phẩm nhé. Đồi Sam Hương này gồm 5 cây thành phẩm đấy ạ. Bộ răm làm rất là kỹ. Răm quá mịn luôn. Răm san hô rồi.
nhìn là tổng thể tác phẩm rất là đẹp. 5 cây ạ, 12 triệu là cái đồi sam hương. Nhìn chỗ này ta cảm giác như lạc vào một cánh rừng này, rất là tuyệt vời. Mười hai triệu tác phẩm tuyệt đẹp như này. Đây là cây dưới. Cây dưới này có bộ tán nó tự nhiên. Nó xem cái đường chuyển của thân này. Chỗ này cái co hay này. Nó xuống này. Bông rằm mịn. Cây chuối này trước có giá là 5 triệu ạ. Giờ anh em là thiện chí vườn em giao lưu với giá 3 triệu 500 nghìn ạ. Giảm giá 1 triệu rưỡi so với đợt trước ạ. Xem thông số và giá cũ của nó nhé. Giá cũ là 5 triệu. Bây giờ giảm còn có 3 triệu rưỡi. Và đây là một cái chum. Chum đựng nước. Được cắt rất là nghệ thuật này. Đây cây dưới nữa này. Cây này cũng lùn cây. Gốc và rễ cũng hầm hố này. Tán cũng khá là mịn. Cây dưới này trước cũng có giá là 5 triệu ạ. Giờ anh em là thiện chí em vẫn giao lưu cây này cũng 3 triệu rưỡi luôn ạ. Rất là to. Mảnh rất là to. Đây so với tay em này. To và quái cái này. Liên tục có những tác phẩm mới và liên tục có những cái chương trình ưu đãi những người yêu thích cây cảnh nghệ thuật. Các bác xem tiếp nhé. Đây là một cây phong cách. Phong cách ạ. Cây này là mã số 104, vâng. Giá 12 triệu. Vâng, trước là 12 triệu. Giờ em giao lưu lại với giá là 10 triệu ạ. Giảm 2 triệu so với đợt trước ạ. Là điều kiện cho anh em là thích mà còn thiếu tiền. Dễ nó khỏe. Cái này cũng hàng mịn. Vọng cách kỳ đá cái chậu này đẹp này. Đây là cây sam hương. Sam hương lùn lực. Bông răm mịn. Tổng dáng nhìn cũng đẹp. Các bác xem bông răm nó làm rất là kỹ này. Cái đường thân nó rất là to. Cái này đến 3 gang không? 3 gang ạ. 3 gang mới hết được một cái hoành thân. Cây này trước có giá 12 triệu, giờ vườn em tháng nay giảm giá còn 10 triệu ạ. Chắc là giảm giá trong tháng này thôi. 12 triệu đây các bác nhé. Vâng. Giá cũ là 12 triệu này. Giảm giá trong tháng này là còn 10 triệu thôi ạ. Các anh em nhanh tay chốt cây nhá. Một cái giá cũng rất là hấp dẫn. Đây là cây nguyệt quế dáng trực. Tổng dáng rất là đẹp. Nhìn cái này rất là đã này. Nhìn nó tự nhiên. Các anh em xem chi tiết này. Chân bệ thì quá đẹp. Trải gần kín mặt chậu. Bệ gọn mà nó khỏe đẹp như này. Cái nguyệt quế này trước có giá 6 triệu rưỡi, giờ em giao lưu với giá 6 triệu ạ. 6 triệu rưỡi các bác nhé, bây giờ giảm còn 6 triệu này. Tay cành rất là lực này. Bóng đẹp này. Hoành thân cái này khoảng trên 20 một chút các bác nhé. Khoảng 22-24. Tác phẩm me, cây này cũng là hàng mịn. Cây này trước có giá 7 triệu, giờ em giao lưu với giá 6 triệu ạ. Cũng giảm 1 triệu cây này các bác nhé. Vâng, giảm 1 triệu. Giảm dễ trong khỏe. Tháng này thôi ạ. Mai chú Thủy. Là chung. Em bên em vừa xuống lá. Cái này cũng là hàng mịn này, mới tỉa lại bông giam này. Cái này 10 triệu, giờ vườn em giảm giá giao lưu cái này xuống còn 8 triệu 500 nghìn ạ. 10 triệu các bác nhé.
Giờ giảm 1 triệu rưỡi còn 8 triệu 500. Giá mới là 8 triệu rưỡi. Dễ đẹp này. Cứ giật liền hết rồi này. Ra là tầng ngọn này, ngọn xù xì này. Tổng dáng đẹp. Đây là cây linh sam. Vâng, linh sam một cốt ạ. Lũa zin ạ. Đây đẹp nhỉ. Chậu rất là đẹp. Cây này trước có giá khoảng 4 triệu rưỡi ạ. Giờ anh em là thiện chí em để lại với giá 3 triệu 800 nghìn ạ. 3 triệu 8 cái linh sam rất là tuyệt vời như này. Lũa làm rất là tuyệt vời. Một cốt zin luôn ạ. Tùng cối đấy, cái này cũng là hàng mịn này, bỏ hết dây rồi. Bác xem này, gương kiểu một thân này. Lên này, có cái cành rơi này. Tổng dáng của nó nhìn cũng đẹp mắt. Cái này 1 triệu rưỡi rồi em giao lưu giá 1 triệu 200 nghìn ạ. Tùng cối này. Giảm 300 nghìn. 1,5 triệu đã là cái giá rất là hợp lý rồi. Vẫn còn tiếp tục giảm. Bây giờ chỉ còn là 1,2 triệu. 1,2 triệu. Xem cây từng cuối nó già như này. Quá là già luôn. Già lên tận răm này. Ngâu này. Cây này còn hàng mới về vườn đây. Dáng đẹp. Ngâu cũng là cây cực kỳ chậm lớn các bác nhá. Kiếm được cây ngâu này cũng rất là khó. Dễ đẹp này. Gốc hay này. Cái vách nó trả ra này. Cây ngâu này vườn em giao lưu với giá 10 triệu 500 nghìn ạ. 10 triệu 500 nghìn cây này các bác nhá. Gốc rất là tốt. So sánh trực tiếp này. Hoành chỗ này mày 30. Đây là một cây thông đen. Dễ khỏe này. Cái thông đen rằng thú này thì trước vườn em giao lưu với giá 16 triệu ạ. Nhưng bây giờ chắc là giảm 1 triệu nữa thôi. Rẻ quá rồi. Còn 15 triệu ạ. 15 triệu cây này các bác nhé. Vâng, cây này thuần khí hậu rồi. Thuần khí hậu miền Bắc rồi. Nên anh em về nuôi thì không lo sợ cây yếu đâu. Cây này cũng rất là già rồi. Thân to. Sam hương. Sam hương ở dáng quái. Cái đường chuyển của thân nó rất là quái các bác xem này. Gốc cũng rất là to. Cây này trước em giao lưu với giá 6 triệu rưỡi, giờ anh em là thiện chí em giao lưu với giá 5 triệu. 5 triệu cây sam hương này các bác nhá. 5 triệu. Hôm nay hứng giảm giá nên cái nào cũng bớt một chút. Cái này là cây trang hồng phấn ạ. Cái trang hồng phấn dạng bonsai. Cái nét gốc và bệ như này thì cũng khó kiếm lắm đấy. Cái này em vừa xuống ngọn để chờ đón hoa đợt Tết nhưng nó vẫn bung mấy đọt hoa đấy. Cái này phải tán đẹp nhỉ, tự nhiên. Cái này cũng mịn rồi. Em vừa bấm ngọt để chờ hoa đợt Tết đó. Nó vẫn còn một chút hoa nó đang chuẩn bị lở. Đây. Nụ này. Nụ đây. Nụ đây và nụ đây. Cái này em giao lưu với giá 5 triệu. Có nhiều cây đủ bóng như này nhưng cái thân của nó một cốt thẳng tắp lên đấy. Cái cây mà chia hai thân. Hai thân cái dáng phu thê như này, bệ như này thì rất là khó kiếm ạ. Hồng phần dáng phu thê đấy.
Các bác anh em vừa tham quan và tham khảo giá cây, xin chân thành cảm ơn.